Xin chào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngày 1 ở địa điểm đi Sapa Go lần thứ 3, đó chính là ở Hà Giang. Đêm hôm qua thì chúng mình đến muộn quá và phải đi vào nhà nghỉ nghỉ luôn, và lạnh quá nên cũng không kịp quay cái gì cho các bạn. Bây giờ thì bật máy lên và chúng mình sẽ đi ăn sáng, rồi lấy xe máy và bắt đầu cuộc hành trình. Bật mí một tí về cách bọn mình lên Hà Giang nhé. Thì bọn mình bắt xe ở bến xe Mỹ Đình, xe Hải Vân sẽ tốn của bạn khoảng 200.000. Xe thì rất sạch sẽ thôi, nhưng mà khó chịu tí là phải nằm giường đôi. Bây giờ chúng mình đang ở gần gần Hà Giang. Đây là đâu rồi anh nhỉ? Là Hà Giang à? Đây là Hà Giang, xin lỗi, chúng mình đang ở Hà Giang. Nhưng mà ngay bây giờ thì chưa lạnh lắm, nhưng mà tí nữa đi xe nghe bảo là nhiệt độ có thể xuống dưới khoảng 0 độ. Và rất có thể có tuyết. Em nói thật, anh Đích bảo thế. Phải lên cao thôi. Đấy. Còn bây giờ thì mình đang ở cái chỗ mà không được cao lắm. Tí nữa lên cao sẽ đi dưới tuyết, vậy là các bạn nhớ mặc ấm rồi nhé. Chuyển đường của mình kia, mình sẽ đi lên Vân Phú. Cái điểm rất là cao. Anh lại lộ ra thế. Lên Hà Giang thì bọn mình thuê xe máy di chuyển ở ngay gần khách sạn thôi. Lời khuyên của mình khi thuê xe máy, các bạn hãy nhớ test xe trước, và test xe nào thì chọn xe đấy. Mình đã chọn phải cái xe nó hơi yếu một tí. Và thêm nữa, hãy chọn một cái mũ sao cho vừa đầu mình nhé. Đội mũ trật thì đau đầu lắm. Chúng mình vừa mới chọn mũ xong, chọn xe cũng xong rồi. Chúng mình chọn mũ rất là siêu nhân. Để mình hướng dẫn các bạn đi xem mọi người chọn cái gì. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây là những ảnh gia ủn phạm. Không phải nhìn anh giống cục thịt không ạ? Đây là anh Sù. Thôi mất tóc rồi. Thôi đi ra đi anh. Đây là xe của bọn mình. Đây là hai bạn đi cùng vừa mới nhặt được hôm qua. Bắt đầu thôi. Trong chuyến đi này bọn mình sử dụng xe máy vì đây là phương tiện di chuyển chính ở trên này. Và với xe máy thì bạn sẽ có thể dễ dàng dừng lại ở các góc hình đẹp và chụp ảnh. Bây giờ chúng mình đang ngồi ăn sáng, và đây gọi là món bánh cuốn Hà Giang. Đây, có thể dĩa đây cho các bạn xem thử không? Đây, đĩa đầu tiên vừa mới ra. Đấy. Hành khổ đấy khác nhỉ? Thử nhá. Chúng mình vừa xong bữa sáng và bây giờ sẽ xuất phát đi đâu nhỉ? Đi Quản Bạ. Cổng trời Quản Bạ và núi đôi Cô Tiên. Quãng đường này sẽ đi mất khoảng hơn 50 cây. Trên đường đi bọn mình gặp một trường tiểu học ở đây, trường tiểu học Thuận Hòa thì phải. Có mấy bé đá bóng đây, vào đá bóng các bé tí nhé. Chụp vài kiểu ảnh nữa. Đến quá trưa bọn mình đã đến Quản Bạ rồi. Trên đường đi thì cũng không có nhiều quán xá hay là đồ ăn vặt đâu. Vậy nên các bạn hãy nhớ là nhìn thấy cái lán nào thì hãy xà vào và ăn trưa đi nhá. Mình đang ở chỗ cổng trời Quản Bạ rồi, thì đây là cái điểm dừng chân thứ 2 của Đất Việt Nam. Một đường đi đầu tiên là đến Hà Giang, đi xe khách đến Hà Giang, và bây giờ đang đi đến Quản Bạ. Thì sẽ dừng ở đây ăn trưa, nghỉ ngơi, và sau đấy buổi chiều tối nhỉ, mình sẽ cố gắng đi đến mình. Cố gắng nữa mà phải đi. Không đến đấy không được. Chào các bạn, đây là bữa trưa của chúng tôi. Trên này thì chẳng có gì ngoài mì tôm. Ăn trưa ở đây thì chỉ có mì tôm thôi, nhưng mà lạnh này thì mì tôm cũng ngon rồi. Các bạn hãy nhớ ăn cho no nhé, tại vì mình đi tận tối mới đến nơi cơ. Sau bữa ăn thì đây là cảnh của mình ăn. Khá đẹp, mình vừa thấy các anh đây kiểu đứng lên cái mỏng này. Nhưng mà các bạn nhớ là có đứng lên thì cũng phải cẩn thận.
Các bạn nhớ chụp về xong về phải đi hay trong Lightroom nhé. Đó là vài điểm thú vị ở trạm dừng chân Quản Bạ. Giờ thì bọn mình sẽ tiếp tục hành trình đi tới Yên Minh. Đường cũng khá là đẹp thôi, tuy nhiên cũng có nhiều dốc quanh co đấy. Thế nên là nếu bạn không phải là tay lái quá cứng thì hãy cố gắng giữ cự ly với xe trước nhé. 30 cây nữa đến Yên Minh này. Đây là sông Miện, cầu Cáng Tỉ hay còn gọi là cầu Tình Yêu. Bọn mình vừa tìm được một lối đi bí mật. Đi nhé. Trước đây những cái số trước mình đi đâu đấy, mình muốn chụp HDR ấy, thì rất mệt là chụp xong phải về ghép, còn ở trong cái máy M5 này có luôn HDR. Và HDR ở đây nó còn cho phép bạn chỉnh kiểu các thể loại HDR nữa, ví dụ đây là Art Bow này. Natural, đây các bạn sẽ nhìn thử xem nhé. Art Standard, Art Vivid, Art Bow. Nó cứ như nó Art Clarity vào vậy. Để chụp thử ảnh cho các bạn xem nhé. Hình như đây là nó chụp mấy kiểu liên tục xong rồi nó tự ghép lại cho bạn luôn ở trong máy này, không phải về ghép trong Lightroom nữa. Bây giờ bọn mình sẽ tìm đường đến rừng thông. Tại sao phải tìm đường? Vì anh dẫn đường, anh không biết đường các bạn ạ. Đi cứ đi rồi đến. Cứ đi rồi sẽ đến, giống như cái mũ đâu rồi, cái mũ đâu rồi. Trên đường đi thì chúng mình gặp một đoạn nhà dân có rất nhiều hoa đào, hoa mận nở ở đây. Đoạn này thì như là ở Na Khê hay là Hán Tỉ gì đấy, nhưng mà mình đoán là ở Na Khê. Bọn mình đã dừng lại ở đây để chụp ảnh. Các gia đình đây thì rất thân thiện, các bạn có thể thoải mái đi vào chào hỏi, bắt tay rồi hỏi han, chụp ảnh các bé. Hãy nhớ bật máy lên và chụp ảnh các bé nhé, tại vì các bé ở đây nói thế nào nhỉ, mang đậm chất miền núi luôn. Có một điều lạ là mình thấy các gia đình ở đây rất ưa chuộng quần áo màu sắc, các bạn có thể xem thử ảnh toàn xanh đỏ tím vàng và như họ rất ưa chuộng màu hồng. Các bé thì quần áo cũng không kém các bé ở dưới xua đâu nhá, áo mũ cũng tai thỏ tai thiếc ở đây. Sau khi đã chụp ảnh đã đời ở khu vực nhà dân ở Na Khê và Cán Tỉ thì bọn mình đã tiếp tục lên đường, và không mất lâu sau đấy thì bọn mình đã đến được địa phận của huyện Yên Minh. Với sự trợ giúp của Google Maps thì sau thời gian tìm kiếm bọn mình đã đến được rừng thông. Tại sao em muốn đổi len vậy? Vì để xóa phông anh ạ. Ở trong này em thấy nó hơi rác. Muốn chụp cái gì đấy thì phải xóa phông đi. Và nó cũng phải có tí tiền cảnh chứ. Bọn mình nhận thấy là với khu vực rừng thông này thì nếu chụp ảnh chân dung thì trông sẽ khá là deep đấy. Tuy nhiên lại có một em bé chăn trâu xuất hiện bất ngờ, nên bọn mình sẽ quyết định là theo em bé chăn trâu đó trước. Và sau khi em bé chăn trâu bỏ đi thì bọn mình mới quay lại phương án ban đầu là chụp mẫu. Ngược với phong cách chụp ảnh mà giữ lại nhiều hậu cảnh hơn với em bé chăn trâu thì bọn mình đã quyết định chọn là phong cách xóa phông nhiều hơn với việc chụp mẫu ở đây. Chụp ảnh ở trên rừng thông thì mình là người đi xuống cuối cùng. Lúc này thì mình bị một đám côn đồ chặn lại. Côn đồ ở đây cũng to khỏe và có tận hai cái sừng và màu đen thôi. Có chặn đường mình không cho mình xuống, nhưng mà rất may là anh quay phim của 50mm Việt Nam đã ra sức và ra lệnh cho đàn trâu đi sang hướng khác để cho mình xuống. Đoạn này thì rất tiếc là không có video, nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn ảnh. Mình bị chặn ở đằng sau và anh quay phim đứng đằng trước chỉ các bạn trâu đi sang đường khác. Đó là tất cả những gì có trong phần 1 của nhiếp ảnh 360 Go Lost in Hà Giang. Phần 2 sẽ còn thú vị hơn nữa và sẽ được lên sóng vào thứ 6 tuần tới trên fanpage của Canon Việt Nam và 5mm Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tới.